Hôm nay em toàn thắng xin giới thiệu cho các bác một mẫu bếp ga âm size 60 của nội địa Nhật Bản. Bếp có tính năng cảm biến chống trào chống cháy, quên xoong quên nồi sẽ tự tắt nhé. Cái này gồm 3 bếp này. Đây là những cái cảm biến của nó để quên xoong quên nồi tự tắt. Phiên bản này là phiên bản size 60 nhé. Bếp âm nó mới có sự hầm hố này, bếp dương nó sẽ đơn giản hơn thôi. Đây là cái cho pin này, sẽ dùng bằng 2 quả pin to của pin đèn pin của mình này. 4 nút nhấn này sẽ tương ứng với cả 4 bếp, 3 bếp trên và 1 bếp nữa. Con này xin giới thiệu các bác là thiết kế bằng lốc nhé, cực kỳ coi như bền này. Đấy, học lớn con này chưa dùng này. Bên Nhật thì thường thường người ta hay ăn cái món nướng cá nướng mú thì nó sẽ con bếp nào nó sẽ có cái học lớn này. Còn đây là cũng phím nhấn này. Bếp Nhật nó có tính năng hiện đại, thêm cái nữa là cái này sẽ là cái chốt khóa để cho trẻ em và các thứ không khi vận chuyển các thứ là không nhấn được hỏng cái này. Đây bên này cũng thế. Con này nếu nhà nào bếp nào mà làm bếp âm thì đặt lên thì rất là đẹp, sang trọng. Em đã lắp mấy mẫu này.